Chào các em, quay trở lại với chương trình Dạy học trên truyền hình. Cô rất hân hạnh và vui mừng khi được đồng hành cùng các em trong môn Tiếng Việt lớp 2. Trước khi vào tiết học, các em cần chuẩn bị sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở, bút và thước. Các em cần lưu ý ngồi học ngay ngắn ở nơi có đủ ánh sáng, không ngồi quá gần màn hình tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện các nhiệm vụ của bài học nhé các em thân mến tiếp tục với chủ điểm những người bạn nhỏ ở các bài học trước chúng ta đã hiểu được công dụng ích lợi mà những đồ vật gần gũi quen thuộc xung quanh mang lại cho cuộc sống và qua đó giúp chúng ta thêm yêu quý quan tâm và trân trọng những đồ dùng xung quanh hơn để giúp các em có thêm vốn từ về các đồ vật và đặc điểm của chúng. Cô chờ chúng ta hôm nay sẽ cùng đến với bài học nhé. Chúng ta sẽ cùng tham gia bài học bằng cách chơi một trò chơi mang tên Hộp quà bí mật. Luật chơi rất đơn giản. Các em sẽ cùng cô lần lượt lật mở những hộp quà trên màn hình để khám phá xem món quà nào đang được cất giấu trong đó. Nhưng muốn mở được hộp quà, chúng ta phải trả lời được các câu hỏi và thực hiện nhiệm vụ của bài học. Các em hãy cùng tham gia săn quà với cô nhé. Chúng mình sẽ cùng đến với hộp quà đầu tiên nào. Ồ, oh, nhiệm vụ hộp quà gửi đến cho chúng ta đó là một bức tranh. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết đây là gì. À, đây chính là bộ đồ chơi xếp hình, rất nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Bộ đồ chơi này là của bố bạn Kiên tặng cho bạn ấy vào dịp sinh nhật. Kiên rất thích thú và muốn kể cho các em nghe về bộ đồ chơi xếp hình này. Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé. Nhân dịp sinh nhật, bố mua tặng Kiên một bộ xếp hình bằng gỗ. Kiên mê tít những khối gỗ đủ màu sắc, hình dáng. Khối tam giác xanh lá, khối tròn đỏ thẫm, khối vuông xanh lơ và khối chữ nhật vàng tươi từ những khối gỗ nhỏ xinh ấy kiên xếp được rất nhiều ngôi nhà đẹp các em ơi nhiệm vụ bây giờ của chúng ta đó là hãy tìm ra những từ ngữ chỉ màu sắc hình dáng có trong đoạn văn vừa rồi các em hãy đọc lại đoạn văn để sẵn sàng trả lời yêu cầu này nhé sẽ trả lời bằng cách xếp các từ ngữ vừa tìm được vào hai cột, cột gồm từ chỉ màu sắc và cột gồm từ chỉ hình dáng. Nào, chúng mình có 10 giây để thực hiện thử thách này nhé. chắc là các em đã tìm được rất nhiều từ chỉ màu sắc và hình dáng trong đoạn văn này rồi chúng mình hãy cùng đối chiếu kết quả với cô nhé từ chỉ hình dáng đầu tiên mà chúng ta tìm được đó là tam giác với từ chỉ màu sắc là xanh lá tiếp theo chúng ta tìm được từ tròn chỉ hình dáng và màu sắc là đỏ thẫm từ chỉ hình dáng ngay sau đó là vuông màu sắc là xanh lơ chữ nhật là từ chỉ hình dáng và từ chỉ màu sắc của nó là vàng tươi và từ chỉ hình dáng tiếp theo đó là nhỏ xinh cô chúc mừng các bạn đã có câu trả lời trùng khớp với đáp án của cô nhé bây giờ chúng mình hãy đọc lại những từ chỉ hình dáng và màu sắc vừa tìm được trong đoạn văn này nhé từ chỉ hình dáng gồm tam giác tròn vuông chữ nhật và nhỏ xinh từ chỉ màu sắc gồm xanh lơ đỏ thẫm xanh lá và vàng tươi nhờ những khối gỗ đủ hình dáng và màu sắc bắt mắt trong bộ đồ chơi này mà bạn Kiên đã xếp được và sáng tạo ra được những ngôi nhà rất đẹp. Chắc hẳn các bộ đồ chơi và những đồ vật trong nhà của các em cũng có rất nhiều hình dáng và màu sắc phải không nào? Vậy các em hãy kể thêm những từ chỉ hình dáng và màu sắc của các đồ vật theo sơ đồ sau. Mỗi từ chúng ta tìm được sẽ điền vào một nhánh của sơ đồ và chúng ta có thể vẽ thêm nhánh nếu các em tìm được nhiều từ hơn. Nào, chúng mình có 10 giây để suy nghĩ nhé. Cô tin là đã có rất nhiều bạn kể được rất nhanh. Những từ chỉ hình dáng của đồ vật có thể là khuôn dài thẳng đứng uốn lượn vuông vức mỏng manh vân vân tương tự với từ chỉ màu sắc của những đồ vật các em có thể kể được những từ ngữ nào à chúng ta có thể kể được như là tím hồng xanh lá chuối đỏ tươi cam đất xám lông chuột xanh nước biển vân vân và chắc chắn là còn rất nhiều từ ngữ chỉ màu sắc khác nữa phải không nào vậy các em có còn nhớ những từ chỉ hình dáng và từ chỉ màu sắc được gọi chung là gì không đúng rồi những từ chỉ hình dáng và từ chỉ màu sắc được gọi chung là từ chỉ đặc điểm và chúng ta có thể sử dụng những từ chỉ đặc điểm về hình dáng màu sắc để đặt câu kể về các đồ vật xung quanh giúp người nghe hiểu và cảm nhận được điều đặc biệt về món đồ đó, giống như bạn Kiên đã kể về bộ đồ chơi xếp hình của bạn vậy. Như vậy là thử thách đầu tiên của chúng ta đã được vượt qua rồi. Chúng mình sẽ cùng khám phá xem bên trong hộp quà bí mật này sẽ chứa món quà gì nhé. Ồ, oh, thật bất ngờ hộp quà này có đến hai món quà cơ đó là một chú gấu bông rất xinh xắn và một chiếc cặp đáng yêu cô chúc mừng các em nhé các em ơi gấu bông là đồ chơi yêu thích của nhiều bạn nhỏ phải không nào còn chiếc cặp thì lại là đồ dùng học tập rất cần thiết cho học sinh khi chúng ta đến trường vậy ngoài gấu bông và chiếc cặp các em còn thích món đồ chơi và đồ dùng học tập nào khác các em hãy kể cho cô nghe về chúng ở thử thách của hộp quà thứ hai nhé. Đặt từ 1 đến 2 câu về đồ chơi, đồ dùng học tập mà em thích theo mẫu. Ở thử thách của hộp quà thứ hai, chúng ta cần đặt từ 1 đến 2 câu kể về món đồ chơi hay đồ dùng học tập em thích theo hướng dẫn như sau với câu kể về đồ chơi ta có câu viên bi tròn xoe với câu kể về đồ dùng học tập ta có câu chiếc bút nhỏ nhắn xinh xinh qua hai mẫu câu trên màn hình các em thấy chúng đều có mấy bộ phận đúng rồi các câu này đều có hai bộ phận như vậy để đặt được câu kể về đồ vật các em cần xác định xem mình muốn kể về đồ vật gì tương ứng với bộ phận thứ nhất tiếp theo chúng ta xác định đặc điểm của đồ vật đó như thế nào tương ứng với đồ vật thứ hai và để đặt câu cho hay các em hãy quan sát kỹ và tìm ra đặc điểm về hình dáng hay màu sắc của đồ vật ấy nhé ví dụ cô muốn đặt câu về chú gấu bông vừa rồi cô có thể kể như sau bộ lông của chú gấu trắng tinh hai mắt chú to tròn đèn láy hoặc với chiếc cặp cô có thể đặt câu chiếc cặp hồng nhạt ngăn ngoài cùng vuông vức các em có nhận ra cô đã sử dụng những từ ngữ chỉ màu sắc và hình dáng nào trong các câu này không à đúng rồi cô đã dùng từ chỉ màu sắc là trắng tinh đen láy hồng nhạt còn từ chỉ hình dáng mà cô đã sử dụng đó là từ to tròn vuông vức cách đặt câu rất đơn giản phải không nào? Bây giờ, cô mời các em hãy lựa chọn cho mình một món đồ chơi yêu thích và một đồ dùng học tập để đặt câu kể về chúng nhé! Tuy thời gian ngắn thôi, nhưng mà cô tin rằng đã có rất nhiều bạn nghĩ ra được những câu hay rồi phải không nào? bây giờ chúng ta hãy viết những câu mình đã đặt để kể về đồ chơi đồ dùng học tập vào vở nhé các em lưu ý khi viết thì chữ cái đầu câu chúng ta cần viết hoa và khi viết hết câu chúng ta cần nhớ chấm câu khi hoàn thành xong các em hãy chụp hình sản phẩm của mình và gửi cho thầy cô giáo chủ nhiệm để được nhận xét và đánh giá nhé ngoài ra các em cũng có thể nhờ ba mẹ đọc và góp ý thêm để câu của mình hay và đúng yêu cầu hơn vậy là chúng ta đã vượt qua nhiệm vụ ở hộp quà thứ hai này rồi các em hãy cùng cô khám phá xem bên trong chiếc hộp là món quà gì nhé à cô chúc mừng các em đã giành được một chiếc hộp bút xinh xắn vậy là chúng ta lại có thêm một món đồ dùng học tập hữu ích nữa phải không nào vậy các em có nóng lòng muốn biết hộp quà thứ ba chứa gì không chúng mình cùng khám phá nhé đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm chiếc nơ đỏ thắm mặt bàn nhẵn bóng thơm mùi gỗ mới mẫu cái hộp bút xinh xắn cái gì xinh xắn như vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm để thực hiện được nhiệm vụ này cô và các em hãy cùng nhau quan sát kỹ mẫu hướng dẫn nhé trong mẫu có hai câu câu đầu là câu kể về đồ vật mà chúng ta rất quen thuộc cái hộp bút xinh xắn vậy cô đố các em câu thứ hai là câu gì và dựa vào đâu mà các em biết à cô khen các bạn đã có câu trả lời rất nhanh và chính xác câu cái gì xinh xắn là câu hỏi chúng ta biết được dựa vào dấu chấm hỏi ở cuối câu không chỉ vậy chúng ta còn thấy trong câu có từ để hỏi đó là cái gì trong cuộc sống, chắc hẳn các em đều thường xuyên đặt câu hỏi phải không nào? Vậy khi đặt câu hỏi, chúng ta thường sử dụng từ để hỏi như là ai, cái gì, con gì, vân vân. Vậy với nhiệm vụ này, cô tin rằng các em sẽ dễ dàng vượt qua nếu chú ý nghe cô hướng dẫn nhé. Trong câu "Cái hộp bút xinh xắn", từ nào được in đậm vậy các em? À. Đó là cụm từ cái hộp bút và đó là từ chỉ đồ vật vậy khi đặt câu hỏi về đồ vật chúng ta sẽ dùng từ gì để hỏi cô có một số đáp án sau các em hãy lựa chọn giúp cô nhé từ để hỏi về đồ vật là a ai b con gì c cái gì à cô tin rằng các em đã có ngay câu trả lời rồi đáp án của chúng ta là câu c chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng nhé như vậy chúng ta sẽ dùng từ cái gì để hỏi về đồ vật thế thì từ câu cái hộp bút xinh xắn muốn đặt câu hỏi chúng ta sẽ đặt câu cái gì xinh xắn và chú ý cuối câu cần thêm dấu chấm hỏi để thể hiện đúng câu hỏi cách thực hiện rất đơn giản phải không nào thế thì với hai câu chiếc nơ đỏ thắm và câu mặt bàn nhẵn bóng thơm mùi gỗ mới các em hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi cho các từ in đậm nhé cô tin rằng các em đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi hãy cùng theo dõi trên màn hình để kiểm tra kết quả với cô nhé câu chiếc nơ đỏ thắm có từ in đậm là chiếc nơ. Đây cũng là từ chỉ đồ vật, như vậy chúng ta sẽ dùng từ cái gì để hỏi. Vậy thì câu hỏi của chúng ta sẽ là cái gì đỏ thắm? Với câu mặt bàn nhẵn bóng thơm mùi gỗ mới, từ in đậm cũng là từ chỉ đồ vật. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là cái gì nhẵn bóng thơm mùi gỗ mới và để câu hỏi của chúng ta được trình bày đúng cách các em cần lưu ý viết hoa chữ cái đầu câu và cuối câu hỏi cần có dấu chấm hỏi nhé qua thử thách này chúng ta đã một lần nữa ghi nhớ từ để hỏi về đồ vật đó là cái gì và muốn đặt câu hỏi cho từ in đậm Chúng mình chỉ cần thay thế từ in đậm đó bằng từ để hỏi, rồi viết tiếp các từ còn lại. Sau đó, đặt dấu chấm hỏi cuối câu các em nhé. Bây giờ, chúng mình hãy cùng xem trong hộp quà bí ẩn thứ ba chứa món quà gì nào. ồ oh, thật là bất ngờ bên trong hộp quà này là một mô hình ngôi nhà đồ chơi với rất nhiều đồ đạc tí hon đáng yêu các em có thể kể tên được các đồ vật trong ngôi nhà này không vậy còn những đồ vật trong nhà của chính các em thì các em có biết được hết tên gọi và đặc điểm của chúng không nào hãy cùng cô mở hộp quà cuối cùng với thử thách mang tên Ô chữ bí mật để thử tài gọi tên đồ vật của chúng mình nhé. Nhiệm vụ của chúng ta ở thử thách này đó là giải ô chữ. Ô chữ bí mật của chúng ta có 6 hàng và chúng ta hãy lần lượt trả lời từng câu hỏi của mỗi hàng để tìm ra ô chữ bí mật theo hàng chéo là gì nhé. Cô mời các em cùng đến với ô chữ đầu tiên có 3 chữ cái. Đồ vật có dây hoặc bàn phím khi đánh phát ra tiếng nhạc. Đó là đồ vật gì nhỉ? Chúng mình có 5 giây suy nghĩ nhé. À, hết thời gian rồi. Các em hãy cùng suy nghĩ để kiểm tra xem đáp án của mình có đúng giống như cô không nhé. À, đồ vật đó chính là đàn đàn có rất nhiều loại, có hình dáng, kích thước và tên gọi khác nhau phải không nào? Nhưng điểm chung của các loại đàn là đều có dây hoặc bàn phím và phát ra âm thanh. Nhờ có đàn mà chúng ta được thưởng thức những bản nhạc, bài hát thật hay phải không các em? Tiếp theo, cô trò mình cùng đến với câu hỏi thứ hai, Cũng có 3 chữ cái đồ vật có lòng sâu để nấu thức ăn năm giây suy nghĩ bắt đầu các em đã đoán ra chưa nào hãy cùng kiểm tra đáp án với cô nhé à chúc mừng các em đồ vật đó chính là nồi Nồi là đồ vật không thể thiếu trong căn bếp của gia đình mình phải không nào? Từ những chiếc nồi này mà mẹ nấu được biết bao món ăn ngon cho gia đình đúng không các em? Hai ô chữ đã được các em giải ra rất là dễ dàng, thế còn ở ô chữ thứ ba này, chỉ với hai chữ cái thôi thì các em sẽ trả lời như thế nào? Chúng mình cùng đến với câu hỏi số 3 nhé. Đồ vật để uống nước, có quai, thành đứng. Cha đó có thể là đồ vật gì nhỉ? 5 giây suy nghĩ cho các em nhé. À, cô chúc mừng những bạn nào đã có đáp án là K. ca là đồ dùng để uống nước, có quai và phần thành đứng ca có rất nhiều kích cỡ và được làm từ những chất liệu màu sắc khác nhau như trên hình mà các em đang quan sát. Chắc hẳn ở nhà các em cũng đều đang sở hữu những chiếc ca để uống nước phải không nào? Với ba ô chữ vừa được giải ra, chúng mình đã tìm được ba chữ cái trong ô chữ bí mật. Các em có đoán được đó là từ gì không? Hmm, cô thì chưa biết chữ đó là gì cả. Vậy các em hãy đồng hành cùng cô đến với ô chữ thứ tư gồm 4 chữ cái. Cô tin là các em sẽ đoán ra ngay đồ vật để quét nhà, quét sân là gì nhỉ? 5 giây suy nghĩ thật nhanh nha. À, chắc chắn là đã có rất nhiều bạn trả lời ngay được rồi. Chúng mình cùng kiểm tra đáp án với cô nha. À, đó chính là chổi. Chúc mừng các em! Chổi là đồ vật rất gần gũi, thân quen và giúp cho nền nhà, nền sân được sạch sẽ đúng không nào? Qua ô chữ này, cô tin rằng đã có bạn đoán ra ngay được ô chữ bí mật là gì rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, các em hãy cùng cô đến với hai ô chữ còn lại nhé. Ô chữ tiếp theo là một đồ vật vô cùng quen thuộc với các bạn nữ, gồm có hai chữ cái đồ vật thường làm bằng vải lụa để cài hoặc buộc tóc à, hết thời gian rồi chúng mình cùng xem đáp án với cô nhé đáp án đó chính là nơ no. chúc mừng các bạn đã có ngay câu trả lời từ những giây đầu tiên những chiếc nơ sẽ giúp cho mái tóc của các bạn nữ trở nên gọn gàng, nổi bật và xinh xắn hơn. Ngoài ra, khi gói quà, người ta cũng dùng nơ để cài lên món quà giúp cho món quà càng thêm nổi bật và xinh xắn, phải không nào? Bây giờ, chúng mình cùng đọc ô chữ cuối cùng nhé. Ô chữ gồm có 3 chữ cái. Đồ vật thường làm bằng nhựa. Khi thổi hoặc ấn vào thì phát ra tiếng để báo hiệu. cô tin rằng câu hỏi này là một lợi thế cho các bạn nam và chắc chắn là cũng đã rất nhiều bạn đã có câu trả lời rồi vậy chúng mình cùng kiểm tra xem suy nghĩ của mình có giống cô không nhé đáp án của chúng ta là coi chúc mừng các bạn coi là đồ vật thường dùng khi tập luyện thể thao hoặc dùng để báo hiệu trong các trò chơi thi đấu coi cũng là đồ vật gắn bó với các cô chú công an cảnh sát mỗi khi điều tiết giao thông qua lại đúng không các em vậy là các ô chữ hàng ngang đã được lật mở và chúng ta đã khám phá ra được ô chữ bí mật này cô chúc mừng các bạn đã có những dự đoán đúng về ô chữ bí mật này nhé nào các em hãy cùng đọc thật to với cô ô chữ bí mật này là đồ chơi các em ơi món quà bí mật trong hộp quà cuối cùng đó chính là Wow, rất nhiều đồ chơi. Cô chúc mừng các em. Đồ chơi luôn là điều hấp dẫn, thu hút với các bạn nhỏ và ngay cả với người lớn bởi sự muôn hình dạng, màu sắc và hình thức và cách chơi của chúng. Đồ chơi không chỉ giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng mà còn giúp các em phát triển tư duy, trí thông minh vậy để cho những người bạn đồ chơi này luôn mới và đẹp các em hãy bảo quản giữ gìn thật cẩn thận đặc biệt sau khi chơi xong chúng ta hãy cất gọn gàng các em nhé vậy là trò chơi hộp quà bí mật của chúng ta đã kết thúc trong hành trình mở các hộp quà chúng ta đã thu hoạch được rất nhiều đồ dùng học tập đồ chơi hấp dẫn và gần gũi với chúng mình bài học ngày hôm nay thật thú vị phải không nào Cô mong rằng qua bài này các em sẽ có thêm nhiều từ ngữ chỉ màu sắc, hình dáng và biết đặt câu kể về đồ chơi, đồ dùng học tập và nắm được cách đặt câu hỏi về đồ vật và biết thêm một số từ chỉ đồ vật và ích lợi của chúng. Để vận dụng những điều đã học, cô mời các em sẽ tham gia một trò chơi rất thú vị mang tên Tìm đường về nhà trong sách tiếng Việt trang 92 nhé. Để học tốt cho các tiết học sau, các em hãy xem trước bài đọc cái bàn học của tôi trang 93. Còn bây giờ cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.